Ừ. Mở camera xem nào. Vâng, thế là nhận nhận khỏe mạnh chứ? Khỏe ạ, nó vừa về bỏ vào nó ăn luôn đấy. Đẹp không? Đấy, đẹp. Tóm lại là ưng ý không? Ưng. Đấy. Mà con này nó có uống nước không nhỉ? Không, nó chỉ ăn cỏ mới ăn đấy thôi, đấy lồng như thế này là được rồi. À, thế không cần cho uống nước cái gì? Không, mình cứ nuôi bầy đàn này xong thì cho ăn cỏ mới cho ăn ngô nghiền đấy. Ờ. Sáng vừa mới bắt về bỏ vào nó ăn liền. Mấy giờ sáng nó về đó? Đến gần 6 giờ cơ. À. Thế là đựng mỗi một con một hộp mà để cỏ mới để thức ăn như thế là cảm thấy là nó khỏe mạnh ok đúng không? Ok. Đóng như thế là quá cẩn thận này. Bảo đóng như thế là đâu quay cái đống hộp ra nào. À, cái đống hộp đấy. 20 con 20 hộp. Con 20 hộp. Đóng rất là cẩn thận luôn đấy. Tóm lại là nhận hàng rồi thấy uy tín không? Có, tốt. Nói chung tốt. Đấy, làm ăn bây giờ nó phải thế, hiểu không? Mà giống là nhanh nhẹn khỏe mạnh đúng không? Đấy. Thì cứ thỉnh thoảng đăng ký kênh, theo dõi kênh, anh em mình cùng nuôi, cùng chia sẻ. Ờ, nó nuôi, nó ngủ, nó nằm hết mà. Thế là đấy là thuộc địa phận, địa chỉ nhà nào nhỉ? Người đấy là nuôi ở Quảng Quảng ấy à? Quảng Bình. Quảng Bình à? Rồi. Thế thôi nhá, hỏi thăm thế thôi. Rồi. Ok. Đấy. Mà các bác là anh nói là em nhận được hàng rồi nhé. Cảm ơn anh nhiều. Đây. Đồng chí nhận, đồng chí thả ra, đồng chí nuôi. Đó, hàng gửi đúng 20 con cho đồng chí. Thế còn cái quá trình giao dịch thì đây. Đồng chí kết bạn Zalo này. Sau thì mình gọi video trực tiếp cho đồng chí xem giống ở nhà mình này. Mình chia sẻ cái vị trí bản đồ tại nhà mình này. Đó là mà bạn ấy tin tưởng, bạn ấy bảo là gửi cho bạn ấy cái số tài khoản của mình này. Sau đó là chiều chuyển tiền này. Đó. Rồi bạn ấy gửi địa chỉ của bạn là Lê Ngọc Tuấn, địa chỉ thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, số điện thoại là 0888 175 179. Đấy. Ông bạn ấy chụp hình cái chuyển khoản này. Đấy. Rồi anh bạn ấy lấy là như thế, rồi bạn ấy nhận được hàng, bạn ấy gửi, rồi mình vừa gọi cho bạn xong. Đó, thì khi mà xuất giống cho bạn ấy thì mình đều có ghi chép lại tất các bạn ạ. Kênh của mình là kênh bán hàng. Đây. Mình đều có ghi chép lại hết. Đây là Quảng Bình này. Đó. Chuột Quảng Bình. Thì báo cáo với các bạn là như vậy. Các bạn vào cái kênh YouTube của mình thì các bạn vào, các bạn thấy là mình bán cái con chuột thì rất là nhiều. Đấy. Các bạn chỉ cần bấm vào đây là các bạn nhìn thấy những cái video của mình. Đấy, đây. Những cái video của mình. Đấy. Thì nó rất là chuột, rất là nhiều luôn. Báo cáo với các bác trên như bạn nào mà các bác nào mà có cái nhu cầu mua chuột thí nghiệm nhé, các bác gọi cho em là theo số điện thoại là 0335305982.
Đó. Bên cơ sở của anh em thì Đấy. cung cấp cái giống chuột này là chuột thí nghiệm Rất đấy, là các nhiều bạn luôn. với con chuột đực đẹp, Đây là những ba video màu rất là đẹp, bạn nào chính chưa thống của đồng chí Thao các bạn nhé. đấy Đấy. thì ngoài những cái chuột này đó là Các bạn cứ lên YouTube, các bạn bấm vào cái kênh chim cô gái hay của em, bây giờ là đang 38.900 lượt đăng ký. Số điện thoại của em đây, và những cái video về chuột, về đà điểu, về chim gáy rất là nhiều. Đấy. Rất nhiều luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Các bạn gõ gõ tìm kiếm như vào cái mục tìm kiếm thì các bạn gõ chuột lang. Lên rất nhiều video luôn này. Chuột lang, những sai lầm khi nuôi chuột lang này. Chuột lang bỏ ú miền Bắc này. Một số số 1 về chuột lang bỏ ú này, liên hệ này. Con giống bỏ ú chuột lang giao toàn quốc này. Tất nhiên là không, các ưu tiên các bạn khu vực miền Trung và miền Bắc nhé. Con giống chuột lang bỏ ú 2020 này. Nuôi chuột lang nhàn hơn nuôi thỏ này. Chuột lang bỏ ú xin toàn quốc này. Hai tân binh đến nhà mua chuột lang này. Đơn vị chính thống cung cấp chuột lang bỏ ú này. Bán bỏ ú chuột lang chửa đẻ này. Bán cả gia đình chuột lang bỏ ú này. Hay là bố mẹ mà đang chửa này. Nuôi chuột lang mà không xem video này thật đáng tiếc này. Đầy đủ nhất về chuột lang bỏ ú này. Trang trại bỏ ú chuột lang miền Bắc này. Cách phân biệt 100% con bố và con mẹ chuột lang này. Đấy, thì nhiều lắm. Các bạn cứ lên cái kênh YouTube hoặc là lên cái kênh chim cu gáy hay thì các bạn đó, các bạn sẽ nắm được cái cách mà mẹ. Thì các bạn nhá, khi các bạn vạch cái bộ phận sinh dục của nó lên thì thường là cái con đực của nó sẽ có cái đường là nó nhô lên và các bạn lộn chim của nó ra. Đấy, đây nhìn này, lộn chim. Đấy, ngoài chim của nó như chim con chó cà luôn này này. Đấy. Thì đây là con đực đúng không? Mặc dù là các bạn lúc nó bé thì cái phần này nó khó nhìn hơn, nhưng mà các bạn nhìn là nó sẽ có một cái lỗ, một cái gai ở phần trên. Con cái thì nó bằng tẹt thế này này. Đấy. Con cái nó bằng tẹt thế này luôn. Cứ để camera trong sự điều chỉnh này. Đấy. Cái bộ phận sinh dục của con cái các bạn nhìn thấy chưa? Nên là nó không cái phần nó tròn mà nó không có cái gai ở phần trên, nó không có cái cần ở trên. Đấy. Mình cứ nói là giống giống cái nó như thế. Không có gái. Đấy, ông nói tục quá. Đấy thì cũng vui hài hước là các bạn thấy là mình làm kênh rất là đào hoa. Các bạn nào mua chuột lang liên kê liên hệ với bên mình thì quá là yên tâm, không có cái gì mà phải lăn tăn gì cả. Thực tế mình đã giao vào khu vực Quảng Bình đó, rồi các khu vực khác. Đấy, bên mình có đơn vị ship hàng, đấy, có văn phòng tại Hà Nội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Để mà chứng minh cái đấy thì mình luôn luôn làm ra những cái phiếu như thế này. Họ những cái phiếu kỹ thuật nuôi chuột lang bỏ ú, mỗi một các bạn gửi đều có cái phần kỹ thuật ở phần dưới đó. Thì còn trang trại thì mình nuôi rất là nhiều chỗ, anh em bà con đều là do mình gây dựng nên cái phong trào nuôi này để cung cấp giống cho các bạn ở xa. Và đây là những cái logo, cái thông tin của cái kênh chuột lang của mình, hy vọng rằng là sẽ là những cái minh chứng để cho quý vị và các bạn yên tâm tìm đến một đơn vị để cho các bạn kết nối. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Còn ngoài cái việc ra thì mình cũng phân phối chim gáy và thùng đựng để gửi đá điểu. Đấy, chim gáy, lồng chim. Và cuộc sống nhà mình thì nó như thế này. Các bạn nhìn thấy là nó cũng rất là rõ ràng về kênh. Đấy, mình làm kinh doanh, kinh tế là đến nơi đến chốn và làm rõ ràng, công khai, minh bạch thông tin cá nhân của mình. Đó, mình tên là Vũ Văn Thao. Hiện đang sinh sống tại cổng trại đà điểu thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Quan điểm là bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Và kênh YouTube của mình và kênh Facebook của mình đều có cụm từ rất là quen thuộc là chim cu gáy hay. Đấy, hướng tới là mình sẽ đưa những cái cây con giống thật là quý, hiếm và có giá trị để đưa đẩy đến những bà con ở vùng xa để bán cho mọi người. Đó cũng là cái nhu cầu tiến lên trong cuộc sống.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Và nếu như thấy kênh của mình yêu quý, chia sẻ chân thành, các bạn có thể đăng ký, bấm nút chuông để sớm là những cái fan hâm mộ, là những người đồng hành cùng mình trong suốt những thời gian còn lại. Xin cảm ơn các bạn.